Sau khi đánh nhau tại một đám cưới ở huyện Thoại Sơn, An Giang, nhóm người đi trên xe 16 chỗ về Bình Dương thì bị 9 người chặn đường truy sát. Vào sáng nay, công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ một số nghi can để điều tra làm rõ vụ 9 người chặn đường đập kính ô tô 16 chỗ và tấn công nhiều người. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 5 tháng 12, 10 nam công nhân đi xe 16 chỗ từ Bình Dương đến huyện Thoại Sơn để dự tiệc cưới. Trong đó có một người quê Thoại Sơn. Tại tiệc cưới, nhóm công nhân này mâu thuẫn với một nhóm người địa phương rồi xảy ra ẩu đả Công an xác định có hai người ở huyện Thoại Sơn bị đánh nhập viện, trong đó có một người bị chấn thương sọ não. Nhóm người trong Thoại Sơn đã điện thoại cầu cứu anh em xã hội ngoài Long Xuyên. Vì vậy, xe 16 chỗ trên đường về Bình Dương thì bị 9 người trên 5 xe máy chặn đường đập vỡ kính rồi đâm chém. Có hai người trên xe 16 chỗ nhờ núp dưới ghế nên không bị thương. 9 người còn lại bị đâm chém phải nhập viện. Trong 9 người chặn ô tô để truy sát, cảnh sát xác định có những nghi can là đàn em của người đàn ông 37 tuổi từng hoạt động băng nhóm tại thành phố Long Xuyên. Những người trên ô tô sau đó được đưa đến bệnh viện băng bó vết thương và bị cảnh sát tạm giữ để điều tra làm rõ. Vâng và danh tính những người trên ô tô bị cảnh sát tạm giữ bao gồm Nguyễn Tú Anh 39 tuổi, Phạm Phước Lắm 24 tuổi, Phạm Cao Đặng 23 tuổi, Trung Minh Chiến 32 tuổi cùng ở tỉnh An Giang, Võ Thanh Sơn 35 tuổi, Dương Hoài Sĩ 30 tuổi, Nguyễn Minh Trí 29 tuổi, tất cả cùng ở Bình Dương. Abin 24 tuổi ở Con Tum và Võ Quốc Hải 22 tuổi, ngụ ở thành phố Cần Thơ. Vâng và một cán bộ điều tra thì cũng cho biết rằng những người bị tạm giữ tại công an thành phố Long Xuyên vẫn chưa khoai nguyên nhân mà họ đã đánh nhau tại trong đám cưới. Tuy nhiên thì nguồn tin trinh sát báo về thì cho thấy rằng có hai nhóm người từng mâu thuẫn với nhau do tranh giành địa bàn mở sòng bạc khi gặp lại tại đám cưới thì đã lời qua tiếng lại và đánh nhau trong lúc người có bia rượu